11 cây tường vi rất là đẹp nhé bạn nhé. Các cái cây tường vi ở đây bạn đang nhìn ý, thì cây cao khoảng 3 mét. Mà cái đường kính của nó, cái cây bé nhất ạ, là góc vườn kia là đường kính là 4 cm. Còn cái cây to nhất này là đường kính của nó là 8 cm nhé bạn nhé. Cái này, cây này nó đã ra nụ, ra hoa rất là nhiều trên kia rồi, bạn nhìn thấy không? Đó, cây đang nụ ạ. Các bạn có nhu cầu mua cây tường vi thì vui lòng liên hệ nhé. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhé. Cây tường vi ạ. Các cái hồng hàng này toàn là cây thoát thân đẹp luôn ạ. Thân của cái đoạn mà thấp nhất thì cũng tầm 1,5 m, 1,7 m. Tường vi bạn nhá. Đó. Cây rất đẹp ạ. Tường vi thì có ra hoa bắt đầu từ tháng 4. Hoa 1 tháng nữa thôi thì các cái cây này sẽ rất là đẹp luôn. Tường vi bạn nhá.